Xin chào tất cả các anh em nha. Vào năm 2019 mình có hướng dẫn cho tất cả đăng ký một cái tài khoản review. Đây thì đăng ký để nhận cổ tức miễn phí nha tất cả các bạn. Hiện tại chương trình đăng ký nhận cổ phiếu review của đây là một dự án của thằng Nga nha các bạn. Dự án bùng nổ 5.0. Nay thì mình cập nhật thông tin cho tất cả các bạn nha các bạn. Review nó gửi về cho mình một cái email và nó có cập nhật tính năng là tính năng đó có tên là 14546. Cái tính năng này là liên quan đến việc chuẩn bị trả cổ tức vào tháng 12 năm 2020 tất cả các bạn. Đây thì là dự án này sắp hoàn thành. Hiện tại chúng tôi đang tăng cường yêu cầu xác minh tài khoản review vì cổ tức cũng sẽ được tính cho cả cổ phiếu được thưởng. Chúng tôi quyết định kiểm tra mức độ phù hợp và tính duy nhất của các tài khoản các bạn. Hiện tại thì tính năng này nó rà soát tài khoản thôi. Đây thì nó nói là kể từ hôm nay sẽ hạn chế tính năng tài khoản cá nhân đối với những người mà trong 6 tháng qua, một là không xác minh KYC nè các bạn, hai là không mua bất kỳ gói cổ phiếu nào, không đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình. Để phục hồi tài khoản của mình nè, bạn cần phải vượt qua việc xác minh trước ngày 1 tháng 11 năm 2020. Bạn có thể đọc hướng dẫn từ bước tại đây nè, bước 1 nè. Nếu hoàn thành 11 thì gặp tài khoản cá nhân của bạn sẽ bị khóa. Bị khóa là bị bỏ, các bạn bị quỷ đó. Cổ phiếu được thưởng và quà tặng sẽ bị quỷ luôn. Đến hôm nay dự án đã có 33.000 lượt đăng ký, bởi vì 14.546 tài khoản sẽ bị tạm ngừng hoạt động. Nên số cổ phiếu thưởng giờ ra sẽ được ghi vào cho các tài khoản khi đăng ký mới sẽ nhận cho 10.000, tài khoản mới đăng ký đầu tiên sẽ nhận cổ phiếu cho mừng nha các bạn. Sau đó cổ phiếu thưởng khi đăng ký sẽ không được tính nữa. Sau đó cổ phiếu thưởng nghĩa là đăng ký làm hết 10.000 cái tài khoản này nó sẽ ngừng hoạt động các bạn. Đây thì mình vào cập nhật thông tin cho tất cả các bạn thôi. Thì đây thì là một dự án của hiện tại nó có một cái kênh YouTube là nó phát trực tiếp hoài các bạn. Đây là một dự án khá là tiềm năng. Đây thì mình hướng dẫn các bạn chơi huy thôi. Các bạn đăng nhập vào tài khoản của mình nha các bạn. Rồi các bạn nhập vào ba dấu gạch nè. Hiện tại thì đây thì mình kiểm tra nè các bạn. Các bạn vào mục đợi của tôi nè, để mình coi. Giá cổ phiếu định là 0.036 vào cuối năm đầu tư ngay bây giờ. Mình đã tiện được 23 lượt ghép nha tất cả các bạn. Nhận sớm cổ tim, nhận tiền review. Các bạn vào tìm hiểu các bạn. Đây tìm đóng. Rồi các bạn nhấp qua trang cá nhân nè. Các bạn lướt xuống các bạn vào một hồ sơ để xác minh danh tính nha tất cả các bạn. Bạn nhớ cho mình xin một like và một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha, để mình có động lực làm video tiếp theo cho tất cả các bạn nha. Rồi các bạn tải lên một ảnh avatar của mình nha các bạn. Rồi các bạn cập nhật số điện thoại của Việt Nam mình vào. Rồi tên, họ, ngày sinh, giới tính nè. Đây thì giới tính mình chưa chọn nè. Độc thân. Quốc gia Việt Nam, thành phố thì mình chọn là đây, mình hướng dẫn các bạn xác minh danh tính luôn các bạn. Ngành nghề nè, nam đi, lĩnh vực tài chính nè. Rồi các bạn luôn các bạn. Hồ sơ đã được cập nhật thành công trong một thay đổi dữ liệu cá nhân mình đã điền lúc đăng ký. Thay đổi mà không. Rồi đây thì đường liên kết là cái link ghép của bạn nhấp vào mà thay đổi mật khẩu thì các bạn muốn thay đổi mật khẩu, còn xác thực hai yếu tố thì 2-3. Còn các bạn nhấp vào giấy chứng nhận này các bạn. Xem các giấy chứng nhận. Đây thì dự án này thì mình khuyên các bạn nên
đăng ký một cái tài khoản chơi thôi nhé, vì mình không có biết mình có đầu tư không. Nếu mình đầu tư thì mình sẽ trong phần này bạn có thể tải xuống các giấy chứng nhận hoàn thành các khóa học quyền sở hữu cổ phiếu review như kích hoạt chứng chỉ người tham gia hội đồng đạo, giấy chứng nhận của tôi, giấy chứng nhận chia sẻ. Tôi có giấy chứng nhận thành hội viên đồng lãnh đạo. Vì mình không có biết, mình không có biết dự tính, mình không biết có đầu tư vào cái dự án review này không mà để hướng dẫn cho tất cả các bạn tiếp nha các bạn. Nên mình không có khuyến khích các bạn đầu tư nha các bạn. Các bạn chỉ đăng ký để nhận 10.000 phần quà review này thôi. Để chơi hên xui thôi, nếu mà mình ăn được thì ăn, ăn không được coi như là mình đăng ký bỏ đấy nha các bạn. Những ai mà theo kênh mình là nếu mà 50 cái video ăn được một cái video thôi là các bạn cũng khá rồi. Bạn nhập vào bạn gặp nạp tiền vào tài khoản, chuyển tiền, rút tiền, cổ phiếu thưởng, hồ sơ, dịch vụ thông tin, dịch vụ new. Đây trạng thái của tôi, các bạn nhập vào trạng thái của tôi. Cái gì là xác minh KYC, nó không có yêu cầu mình tải giấy chứng minh nhân dân mặt trước mặt sau các bạn ơi. Tích lũy liên kết ở cấp độ dự kiến liên kết dòng tích 30 năm. Đối với một tài khoản cá nhân muốn đầu tư thì cá nhân đầu tư 50 đô trở lên nha tất cả các bạn, để mua cổ phiếu review này. Đây thì một dự án bùng nổ của Nga hướng về thời đại 5.0. Khoan, cái nạp tiền vào tài khoản mua review trả góp nạp tiền lại. Thôi vậy video mình đến đây kết thúc các bạn, mình có thông tin cho tất cả các bạn bao nhiêu thôi. Còn còn bạn nào mà chưa đăng ký thì đăng ký đi các bạn, đây nhận 10.000 cổ phiếu review nha các bạn. 10.000 cổ phiếu này thì review, nếu mà nó không yêu cầu có điều kiện thì mình có thể bán được, còn có điều kiện thì mình coi như là mình chơi cho vui thôi nha tất cả các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn nha.